lại nữa nhật thiên tử được môn giải thoát thường phóng quang minh thanh tịnh chiếu khắp lợi ích chúng sinh trong mười phương tận kiếp vị lai vị nhật thiên tử đắc được quang minh thanh tịnh chiếu khắp tất cả chúng sinh trong mười phương cho đến suốt kiếp vị lai luôn luôn lợi ích chúng sinh giống như ánh sáng mặt trời chiếu khắp tất cả được sự ấm áp mà sinh trưởng đó là môn giải thoát vị này đắc được chúng ta đều đắc được lợi ích của phật bồ tát Phật Bồ Tát lợi ích chúng sinh biến thành ngũ cốc để trị liệu bệnh đói của chúng sinh, biến thành tơ lụa để che ấm cho chúng sinh, bố thí tất cả vật chất cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được an lạc. Quang diệm thiên tử được mô giải thoát, dùng tất cả tùy loại thân khai ngộ chúng sinh khiến cho họ nhập vào biển trí huệ. Vị quang diệm nhãn thiên tử có quang minh sáng chói giống như lửa ngọn, khiến cho mắt của người bị trói không thể mở. Vị này đã được môn giải thoát tùy theo tất cả mọi loại chúng sinh mà hiện hiện các thứ thân hình. Muốn độ người thì hiện thân người, muốn độ chó thì hiện thân chó, muốn độ chúng sinh nào thì hiện thân đó, khiến cho họ bỏ mê về giác từ ngu si mà đã được trí huệ đều nhập vào biển trí huệ vĩnh viễn chẳng còn ngu si nữa. Tù gì quang hoan hỉ tràng thiên tử, được môn giải thoát làm chủ tất cả chúng sinh khiến cho họ siêng tu vô biên công đức thành tịnh vị tu di quang hoan hỉ tràng thiên tử được môn giải thoát làm chủ tất cả chúng sinh khiến cho họ tinh tấn tu hành tu vô biên công đức thành tịnh công đức này lợi ích chúng sinh chứ chẳng phải lợi ích cho mình cho nên gọi là làm công đức thành tịnh tịnh bảo nguyệt thiên tử được môn giải thoát thâm tâm hoan hỉ tu tất cả khổ hạnh vị tịnh bảo nguyệt thiên tử hiểu nghĩa lý tu tất cả khổ hạnh từ trong thâm tâm hoan hỷ sự khổ hạnh muốn tu phép này đó là một giải thoát của vị này đắc được đức phật có 10 vị đệ tử lớn mỗi vị đều đắc được đệ nhất tôn giả maha ca diếp được đầu đà khổ hạnh đệ nhất làm những việc người không thể làm hành những việc người không thể hành ăn cơm mà những người khác không thể ăn mặc y mà những người khác không thể mặc. Tôn giả tu 12 điều khổ hạnh. 1 ở chỗ vắng lặng, 2 hoặc ở ngoài nghĩa địa, 3 hoặc ở ngoài đồng, 4 ngủ dưới gốc cây, 5 ngồi không nằm, 6 thường đi khất thực, 7 ăn có thứ lớp, 8 ngày ăn một bữa, 9 ăn có tiết lượng, 10 quá ngọ không uống nước, 11 mặc y phấn tảo 12 chỉ có 3 y. Đó là những điều khổ hạnh. Dũng mãnh bất thối chuyển thiên tử, được môn giải thoát quang minh vô ngại chiếu khắp, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích, tăng thêm tinh tấn khoái lạc. Vì dũng mãnh bất thối truyền thiên tử, dũng mãnh tinh tấn dụng công tu hành, bất cứ gặp khó khăn gì cũng tuyệt đối không thối chuyển, do đó đắc được quang minh vô ngại quang minh này chiếu khắp tất cả chúng sinh khiến cho họ đều đắc được lợi ích tăng thêm tinh tấn khóa lạc đó là môn giải thoát vị này đắc được diệu hoa anh quang minh thiền tử được môn giải thoát quang minh thành tịnh chiếu khắp thân chúng sinh khiến cho họ sinh hoàn hỉ tiền hiểu vì diệu hoa anh quang minh thiền tử đắc được quang minh thành tịnh chiếu khắp thân chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh sinh tâm đại hoàn hỉ tâm tiền hiểu do tin mà hiểu trí huệ này giống như biển cả đó là môn giải thoát vị này đắc được tối thắng tràng quang minh thiên tử được môn giải thoát quang minh chiếu khắp tất cả thế gian khiến cho thành tựu đủ thứ công đức vì diệu vì tối thắng tràng quang minh thiên tử dùng quang minh thủ thắng nhất chiếu khắp tất cả thế gian vị này dùng quang minh để thuyết pháp dùng quang minh để giáo hóa chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh thế gian đều thành tựu đủ thứ diệu công đức không thể nghĩ bàn đó là môn giải thoát của vị này đắc được bảo kế phổ quang minh thiên tử được môn giải thoát biển đại bi hiện vô biên cảnh giới đồ loại sắc tướng bóng vị bảo kế phổ quang minh thiên tử đắc được biển đại bi ban cho chúng sinh tất cả khoái lạc và tất cả nguyện vọng đều tại tâm như ý chúng sinh muốn vàng thì cho vàng muốn bạc thì cho bạc, muốn lưu ly thì cho lưu ly, muốn cầu châu báu gì thì cho châu báu đó. Cho nên ở trong biển đại bi hiện ra vô biên đủ thứ sắc tướng báu, phạm là châu báu có hình có tướng đều hiện ra để làm thỏa mãn sở cầu của chúng sinh. Đó là một giải thoát của vị này đắc được. Quảng minh nhãn thiền tử được một giải thoát tịnh trị tất cả mắt của chúng sinh, khiến cho họ thấy pháp giới hiện vị quang minh nhãn thiền tử có mắt sáng vô cùng quan sát những nơi rất xa mà thấy rất rõ ràng vị này tịnh trị tất cả bệnh mắt của chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh thấy được cảnh giới pháp giới tạm trí đức thiền tử được môn giải thoát phát sinh tâm thành tịnh tương tục khiến cho không hư hoại vị trí đức thiên tử tu pháp môn chỉ phước đức tướng hảo cho nên đắc được cảnh giới tất cả tâm thành tịnh tương tục khiến cho tâm thanh tịnh tương tục, không ngừng, vĩnh viễn, không mất, không hoại. Vì này đắc được môn giải thoát này. Phổ vận hành quang minh thiên tử, được môn giải thoát vận khắp nhật cung điện, chiếu hướng tất cả chúng sinh trong mười phương, khiến cho thành tựu nghiệp đã làm ra. Vì phổ vận hành quang minh thiên tử, đắc được môn giải thoát vận chuyển cung điện ánh sáng, mặt trời, chiếu sáng tất cả chúng sinh trong mười phương, khiến cho họ thành tựu thiện nghiệp tu làm được bấy giờ nhật thiên tử nương oai lực của đức phật quán khắp tất cả chúng nhật thiên tử mà nói ra bài cại lúc đó vị nhật thiên tử nương đại oai đức thần lực của đức phật quán sát khắp tất cả chúng nhật thiên tử mà nói kệ tán thán công đức của phật trí huệ quang như lai rộng lớn chiếu khắp mười phương các cõi nước tất cả chúng sinh đều thấy phật đủ thứ điều phục nhiều phương tiện trí huệ quang như lai rộng lớn trí huệ quang của phật rộng lớn vô biên trí huệ quang này do tu thiền định mà đắc được tu đến lúc chẳng còn vọng tưởng thì trí huệ quang sẽ hiện tiền tức cũng khai ngộ phật tu phước tu huệ trong nhiều đời nhiều kiếp cho nên có đại trí huệ quang chiếu khắp mười phương các cõi nước trí huệ quang này rộng lớn chiếu khắp các cõi nước chư phật trong mười phương tất cả chúng sinh đều thấy phật chúng sinh trong mười phương cõi nước đều thấy phật đủ thứ điều phục nhiều phương tiện phật dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để điều phục tất cả chúng sinh khiến cho chúng sinh thấy được phật rồi đều sửa lỗi làm mới bỏ ác hướng thiện hồi quang phản chiếu đắc được giác ngộ sắc tướng như lai không bờ mé tùy chúng sinh thích đều hiện thân khắp vì thế gian mở biển trí diệm nhãn quán nơi phật như vậy xác thân như lai không bờ mé pháp thân của phật chẳng có bờ mé xác thân của phật cũng chẳng có bờ mé đều tận hư không khắp pháp giới song pháp thân không hình không tướng còn xác thân thì có hình có tướng tùy chúng sinh thích đều hiện thân tùy theo sở vui thích của chúng sinh Phật đều hiện thân để vì họ thuyết pháp, nói pháp bốn thánh đế, pháp mười hai nhân duyên, pháp lục độ, vân vân. Khắp vì thế gian mở biển trí, mục đích Phật thuyết pháp là khắp vì tất cả chúng sinh thế gian khai mở biển trí huệ, có trí huệ rồi mới biết rõ thiện ác thị phi, không làm việc điên đảo. Diệm nhãn quán nơi Phật như vậy, quang diệm nhãn, thiền tử quán tưởng nơi Phật như thế. Thân Phật chẳng sánh không ai bằng Quang mình chiếu sáng khắp mười phương Vượt hơn tất cả trên hết thầy Hoan hỷ thiên tử được môn này Thân Phật chẳng sánh không ai bằng Thân của Phật không ai bằng cũng chẳng thể so sánh Nghĩa là chẳng có ai bằng Phật Quang mình chiếu sáng khắp mười phương Quang mình của Phật chiếu sáng khắp mười phương Giống như ánh sáng mặt trời Nhưng hơn hẳn ánh sáng mặt trời vì ánh sáng mặt trời chỉ chiếu mặt dương mà không thể chiếu mặt âm. Quang minh của Phật chiếu khắp, chẳng có chỗ nào mà không chiếu, bất cứ là mặt âm hay mặt dương đều chiếu khắp. Vượt hơn tất cả trên hết thầy, quang minh của Phật vượt hơn tất cả ánh sáng mặt trời mặt trăng sao, không thể nào so sánh được quang minh của Phật, cho nên nói vượt hơn tất cả trên hết thầy. Hoan hỷ thiên tử được môn này cảnh giới môn giải thoát này vị tu di quang hoan hỷ tràng thiên tử đắc được vì lợi thế gian tu khổ hạnh qua lại các cõi vô lượng kiếp quang minh tịnh khắp như hư không bảo nguyệt biết được phương tiện này vì lợi thế gian tu khổ hạnh tịnh bảo nguyệt thiên tử vì lợi ích tất cả chúng sinh thế gian mới tu khổ hạnh nguyện dùng khổ hạnh của mình để giải trừ khổ của chúng sinh. Đó là tinh thần của Phật Bồ Tát cứu đòi cứu người. Qua lại các cõi vô lượng kiếp, chuyển đi chuyển lại ở trong tam giới 25 cõi. Trong thời gian vô lượng kiếp, tù khổ hạnh, 25 cõi là dục giới có 14 cõi, sắc giới có 7 cõi, vô sắc giới có 4 cõi, tổng cộng 25 cõi. 14 cõi dục giới tức là bốn đường ác, a à tu là súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, bốn đại châu, Nam Thiểm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Nghiêu Hóa Châu, Bắc Câu Lưu Châu, 6 cõi trời dục giới, trời tứ thiên vương, trời đao lợi, trời dạ xoa, trời đầu xuất, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Sắc giới có 7 cõi tức là trời sơ thiền, trời nhị thiền, trời tam thiền, trời tứ thiền, trời đại phạm, trời tịnh không, trời vô tưởng, vô sắc giới có bốn cõi tức là trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Phá phiền não 25 cõi gọi là tịnh, phá nghiệp 25 cõi gọi là ngã, phá chấp 25 cõi gọi là lạc, chẳng còn sinh tử 25 cõi gọi là thường, thường lạc ngã tịnh là bốn đức niết bàn. Phật nói pháp thế gian là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, đó là pháp phương tiện. Phật nói pháp xuất thế là thường, lạc, ngã tịnh, đó là pháp chân thật. Vô thường là chúng sinh, thường là pháp thân, khổ là ngoại đạo, lạc là niết bàn. Vô ngã là sinh tử, ngã là như lai, bất tịnh là hữu vi, tịnh là vô vi. Ví dụ trăng sáng là thường lạc ngã tịnh, mây đen là vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Pháp thế gian là mây đen che mặt trăng không thấy ánh sáng. Pháp xuất thế giống như gió mát, thổi mây bay đi hết thì lại thấy mặt trăng chiếu sáng. Phạm phu có bốn việc điên đảo, lấy sinh diệt vô thường chấp trước làm thường, lấy hoặc nghiệp khổ chấp trước làm vui, lấy duyên giả ngã chấp trước làm ngã, lấy phiền não nhiễm ô chấp trước làm tịch, cho nên là chúng sinh. Chúng ta là người tu đạo, phải trừ khử vô minh. Nếu trừ sạch vô minh, thì chân tâm sáng tỏ, trí huệ hiện tiền, thấy rõ chân lý, thì chẳng còn điên điền đào đào nữa. Quang minh tịnh khắp như hư không, quang minh của Phật thành tịnh khắp như hư không tơ hào chẳng nhiễm. Bảo Nguyệt biết được phương tiện này, tịnh Bảo Nguyệt Thiên Tử biết được phương tiện pháp môn này. Phật diễn diệu âm không chướng ngại, khắp cùng mười phương các cõi nước, dùng pháp từ vị ích quần sinh, dũng mãnh thấu triệt phương tiện này. Phật diễn diệu âm không chướng ngại, âm thanh vì diệu của Phật chẳng có gì chướng ngại được, bất cứ nơi nào xa, cũng đều nghe được âm thanh của Phật. Không những nghe được mà còn rất rõ ràng, giống như Phật đang ở trước mặt. Biến khắp mười phương các cõi nước, Phật giảng kinh thuyết pháp ở trong một cõi nước mà các cõi nước trong mười phương cùng đều nghe được. Dùng pháp từ vị ích quần sinh, Phật dùng từ vị của pháp để lợi ích chúng sinh, do đó thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn để tăng trưởng hệ mạng của chúng sinh dũng mãnh thấu triệt phương tiện này vị dũng mãnh bất thối truyền thiên tử minh bạch môn thiện xào phương tiện này phóng lưới quang minh không nghĩ bàn tịnh khắp tất cả các hàm thức khiến cho phát sinh tin hiểu sâu hoa anh thiên vương chứng môn này phóng lưới quang minh không nghĩ bàn phật phóng ra một loại lưới quang minh không thể nghĩ bàn độ thoát tất cả chúng sinh ra khỏi biển sinh tử tịnh khắp tất cả các hàm thức, hàm thức là chúng sinh gồm có tám thức, lưới quang minh của Phật khiến tất cả chúng sinh đã được thành tịnh, khiến cho phát sinh tin hiểu sâu, hoàn toàn khiến cho chúng sinh đều phát sinh tin hiểu sâu rộng, thậm chí còn vật nhất cũng hiểu được. Hoa anh thiên vương chứng môn này, vì diệu hoa anh quang minh thiên tử thâm nhập được môn giải thoát này. Tất cả quang minh trong thế gian chẳng bằng quang minh lỗ lông Phật. Quang minh của Phật không nghĩ bàn, thắng tràng quang thiên ngộ môn này. Tất cả quang minh trong thế gian, tất cả ánh sáng mặt trời mặt trăng sao cho đến đèn điện trong thế gian không thể so sánh với quang minh của Phật. Chẳng bằng quang minh lỗ lông Phật, những ánh sáng trong thế gian chẳng bằng quang minh một lỗ chân lông của Phật quang minh lỗ trần lồng của Phật chiếu sáng khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Quang minh của Phật không nghĩ bàn, quang minh của Phật vĩ đại như thế, tán thán không hết, nói không cùng được, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Thắng tràng quang thiên ngộ môn này, cảnh giới môn giải thoát này vị tối thắng tràng quang minh thiên tử đắc được. Tất cả Phật Pháp đều như thế, đều ngồi dưới gốc cội bồ đề khiến kẻ làm ác sửa làm lành, bảo kế quang minh thấy môn này, tất cả phật pháp đều như thế, tất cả pháp của chư Phật trong mười phương ba đời đều như thế, đều ngồi dưới gốc cội bồ đề, thì chư Phật thành đạo, đều ngồi dưới cội bồ đề khai ngộ thành Phật, khiến kẻ làm ác cải làm lành, khiến cho chúng sinh địa ngục ngạ quỷ xúc sinh xa rời đường ác mà sinh về đường lành cải ác hướng thiện, cải tà quy tránh. Bảo kế Quang Minh thấy môn này. Vị bảo kế phổ Quang Minh thiên tử đắc được cảnh giới này. Chúng sinh mù tối ngu si khổ, Phật muốn cho họ sinh mắt tịnh, khiến cho khai mở đèn trí huệ, thiện một quán đường pháp môn này. Chúng sinh mù tối ngu si khổ, mù là vô minh, tối là phiền não, ngu si là chấp trước. Ba thứ này khổ đặc biệt, nhưng những khổ này chẳng ai giác ngộ. Giống như cá ở trong nước chẳng thấy nước, người ở trong khổ chẳng biết khổ, nhiễm khổ cho rằng vui. Phật muốn cho họ sinh tịnh nhãn, Phật muốn cho tất cả chúng sinh đều sinh mắt trí huệ thanh tịnh. Có đại trí huệ rồi thì sẽ phát được phiền não vô mình và chấp trước, tức là được giải thoát, khiến cho khai mở đèn trí huệ. Vì Phật muốn phá khổ mù tối ngu si của chúng sinh cho nên vì chúng sinh khai mở đèn trí huệ, dạy tất cả chúng sinh phá vô minh, bỏ tả về tránh. Thiện mục quán được pháp môn này, vị thiện mục thiên tử quan sát và đắc được môn giải thoát này. Đứng tự tại phương tiện giải thoát, nếu ai thấy được mà cúng dường, khiến họ tu hành chứng đạo quả, chỉ đức thiên tử thấu môn này. Đứng tự tại phương tiện giải thoát, giải thoát nghĩa là chẳng còn mọi sự chấp trước không còn chấp trước mới thật sự tự tại không trói không buộc không quái không ngại không sầu không lo không vui không giận không bị gì ràng buộc không bị vật chất đùng lầy thì vượt ra khỏi tam giới không ở trong ngũ hành như vậy mới hoàn toàn giải thoát nếu muốn được giải thoát thì tu đủ thứ phương tiện pháp môn từ phương tiện pháp môn mà đạt đến tự tại từ tự tại mới đạt được giải thoát chân tránh giải thoát thì chẳng có tướng giải thoát chẳng có tính giải thoát không thể nói giải thoát người hay nói thì chẳng phải là thật giải thoát hơn nữa chẳng phải nói có tư tưởng thì nói tôi giải thoát rồi nhưng làm thế nào biết có giải thoát vậy vẫn chưa được giải thoát tại sao phải nói có giải thoát giải thoát vốn là giải thoát tại sao phải nói tôi phải giải thoát tôi phải đắc được giải thoát vậy bạn đã vứt giải thoát rồi chăng hay là đã mất rồi chăng, cho nên một số người không giữ quy cụ, cho rằng mình đã được giải thoát tự do, cho rằng muốn họ giữ quy cụ thì chẳng đã được giải thoát. Tứ tư tưởng này khiến cho họ làm tự liễu hán, họ không biết đến người, người không biết đến họ, do đó quan niệm chẳng màng đến việc gì hết. Thật ra Đại Bồ Tát thì hành Bồ Tát Đạo truyền lo mọi việc. Di Đà Phật tiếp dẫn chúng sinh về thế giới cực lạc, hoa sen hóa sinh, chẳng có thời giờ nghỉ ngơi, sao nói không thích lo việc thiên hạ. Tổ thứ tư Đạo Tín Đại Sư khoảng 14 tuổi, thì đến núi Sùng Công lại tổ thứ ba là Tăng Sán. Đạo Tín Đại Sư nói, mong Hòa Thượng Từ Bi chỉ dạy pháp môn giải thoát. Tổ Tăng Sán nói, ai trói buộc ngươi, Ngài Đạo Tín nói chẳng ai trói buộc. Tổ Tăng Sán nói cầu giải thoát để làm gì? Ngài Đạo Tín nghe rồi bèn khai ngộ, ở lại hầu Tổ Tăng Sán 7 năm sau được tâm ấn cả xa làm tổ thứ tư. Nếu ai thấy được mà cúng dường, đấng tự tại phương tiện giải thoát tức là Phật. Nếu có ai thấy được Phật mà phát tâm cúng dường Phật, khiến họ tu hành chứng đạo quả hoàn toàn khiến cho chúng sinh cúng dường từ đủ thứ pháp môn chứng được quả vị trì đức thiên tử thấu môn này vị chỉ đức thiên tử minh bạch được phương tiện pháp môn này trong một pháp môn vô lượng môn vô lượng ngàn kiếp nói như vậy sở diễn pháp môn nghĩa rộng lớn phổ vận quang thiên ngộ môn này trong một pháp môn vô lượng môn pháp của phật nói là một làm lượng vô lượng là một một gốc tán làm vạn thù, vạn thù quy về một gốc. Cho nên mới nói trong một pháp môn sẽ nói vô lượng pháp môn, vô lượng pháp môn trả về một pháp môn, đó là cảnh giới trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Vô lượng ngàn kiếp nói như vậy, trong vô lượng trong ngàn vạn kiếp, Phật đều nói pháp như thế, nhưng thứ pháp này thủy trùng cũng nói không hết. Sở diễn pháp môn nghĩa rộng lớn, pháp môn của Phật dễ nói là vô lượng vô biên cho nên nghĩa lý rộng lớn vô cùng tận phổ vận quang thiên ngộ môn này phổ vận quang minh thiên tử thấy rõ cảnh giới này lại nữa nguyệt thiên tử được môn giải thoát quang minh thành tịnh chiếu khắp pháp giới nhiếp hóa chúng sinh vị nguyệt thiên tử dùng quang minh thanh tịnh của Phật chiếu khắp pháp giới để nhiếp hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ sớm thành Phật Đạo, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Hòa vườn kế quảng minh thiền tử, được môn giải thoát quán sát tất cả chúng sinh giới, khiến cho họ vào khắp vô biên Pháp. Vì hòa vườn kế quảng minh thiền tử, quán sát vô lượng vô biên tất cả chúng sinh giới, khiến cho tất cả chúng sinh nhập vào khắp vô biên Pháp môn, vô biên trí môn, vị này đắc được cảnh giới này. Nhập vào môn giải thoát này chúng Diệu Tịnh Quang thiên tử được một giải thoát biết rõ tất cả đủ thứ sự Phan duyên biến chuyển trong biển tâm của chúng sinh vị chúng Diệu Tịnh Quang thiên tử biết rõ tất cả đủ thứ sóng Phan duyên trong biển tâm chúng sinh vị này hiểu được sóng Phan duyên làm thế nào sinh ra chúng sinh làm thế nào bị sóng Phan duyên lay chuyển vị này đã được môn giải thoát này trên thế giới này có đủ thứ người có đủ thứ tâm phan duyên đủ thứ tâm phan duyên bị sóng lai chuyển giống như sóng trong biển không khác gió lớn thì sóng cũng lớn gió nhỏ thì sóng cũng nhỏ nếu chẳng có tâm phan duyên thì chẳng có sóng tâm bình như gương thì không bị cảnh giới lai chuyển ngược lại chuyển được cảnh giới an lạc thế gian tâm thiên tử được môn giải thoát sự khoái lạc không thể nghĩ bàn của tất cả chúng sinh khiến cho họ nhảy nhót vui mừng vị an lạc thế gian tầm thiền tử đắc được cảnh giới tâm ai không khoái lạc bàn cho tất cả chúng sinh khoái lạc không thể nghĩ bàn chúng sinh đắc được khoái lạc rồi thì nhảy nhót sinh tâm vui mừng không gì sánh được đó là môn giải thoát vị này đắc được thụ vương nhãn quang minh thiền tử được môn giải thoát tùy thời khiến cho thành tựu như làm nghề ruộng gieo trồng hạt giống. Vì thụ vương nhãn quang minh thiên tử, mắt sáng đại trí huệ chiếu phá sự đen tối vô mình. Cảnh giới ta buổi này giống như nông phu làm nghề ruộng, trước hết gieo giống, sau đó mới nảy mầm đâm trồi nảy lộc, còn phải tùy thời giữ gìn chăm sóc cạo cỏ, tưới nước bón phân vân vân mới mong thu hoạch kết quả. Phật ở trong ruộng Phật gieo trồng xuống hạt giống bồ đề sau đó nảy mầm lớn lên từng chút từng chút thành cây bồ đề kết quả bồ đề từng bước từng bước mà thành tựu nhưng cần phải bảo vệ giữ gìn nó phải từ từ thiếu nước thì tưới nước ít phân thì thêm phân dùng nước nước tính để tưới mầm non trí tuệ dùng lục độ vạn hạnh làm phân bón để vun bồi cây bồ đề khiến cho nó khai hòa kết quả phải luôn luôn giữ gìn khiến cho nó thành thục đã được giải thoát vị thiên tử này đắc được môn giải thoát này. Xuất hiện tịnh quang thiên tử, được môn giải thoát từ bi cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho hiện thấy sự thọ khổ, thọ vui. Vị xuất hiện tịnh quang thiên tử, đắc được tam muội từ bi cứu hộ tất cả chúng sinh, từ là ban vui cho chúng sinh, bi là cứu khổ chúng sinh, từ là vô duyên đại tử, bi là đồng thể đại bi vị thiên tử này dùng tâm tử bi để cứu độ chúng sinh để cứu hộ tất cả chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh thấy sự thọ khổ thọ vui vị này đắc được môn giải thoát này phổ du bất động quang thiên tử được môn giải thoát giữ mặt trăng thanh tịnh hiện khắp trong mười phương vị phổ du bất động quang thiên tử du hành khắp mười phương tuy nhiên du hành nhưng chẳng động chỗ ngồi hoặc là ở nơi tịch tĩnh trong đạo tràng. Đó là cảnh giới thiền định, chẳng phải người phàm phu hiểu biết được. Ở trong thiền định có thể du hành khắp mười phương, đến khắp pháp giới như như bất động, liễu liễu thường mình. Cảnh giới này như mặt trăng thành tịnh hiện khắp trong mười phương. Bạn thấy mặt trăng ở trên đầu bạn. Người kia cũng thấy mặt trăng ở trên đầu của họ, chúng sinh trong mười phương đều cảm thấy mặt trăng ở trên đầu của mình. Vị thiên tử này đắc được cảnh giới này. Tình tú vương tự tại thiên tử được mua giải thoát, khai thị tất cả các pháp, như huyễn như hư không, không tướng, không tự tánh. Vị này là tình tú vương tự tại thiên tử. Tình tú là vua của các vị sao. Nhà thiên văn học phân chia sao ra làm nhị thập bát tú. Phương đông thương long thất tú, tức là giác kháng thị phòng tâm vĩ kỳ bảy vì sao làm đại biểu phương nam thu tỉnh thất tú tức là tỉnh quỷ liễu tình trường duật trần bảy vì sao làm đại biểu phương tây bạch hổ thất tình tức là khuê sổ vị mão tất tuy tham bảy vì sao làm đại biểu phương bắc huyền võ thất tú tức là đầu nhiều nữ hư nguy thất bích bảy vì sao làm đại biểu Vị thiên tử này tự tại vô cùng, khai thị tất cả diệu pháp. Diệu pháp là gì? Là như huyễn, như hư không, không tướng, không tự tính. Giống như huyễn hóa, lại giống như hư không, chẳng có hình tướng, lại chẳng có tự tính. Cứu kính là gì? Tức là pháp thân của Phật, vị này đã được môn giải thoát này. Tịnh giác nguyệt thiên tử được môn giải thoát, các vị tất cả chúng sinh khởi đại nghiệp dụng. Vị tịnh giác nguyệt thiên tử khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm đại bồ đề kết quả bồ đề tu nghiệp đại bồ đề sinh dụng đại bồ đề quả bồ đề viên mãn thành tựu rồi thì dứt được nghiệp sinh tử nghiệp bồ đề giác đạo thành tựu rồi thì đó là khởi dụng đại nghiệp vị này đắc được môn giải thoát này đại oai đức quang minh thiên tử được môn giải thoát đoạn sạch tất cả nghi hoặc vị đại oai đức quang minh thiên tử rất có oai đức chúng sinh thấy được vị này đều sinh tâm cung kính và sợ sệt. Vị này đoạn trừ tất cả nghi hoặc của chúng sinh, bất cứ nghi hoặc phiền não gì, vị này đều giải trừ. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Bây giờ Nguyệt Thiên Tử, nương oai lực của Đức Phật quán khắp tất cả các thiên chúng trong Nguyệt Cung Điện mà nói kệ rằng Lúc đó vị Nguyệt Thiên Tử, nương đại oai đức thần thông lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả các thiên chúng hội trong huyệt cung điện mà nói kệ tán thán công đức của Phật. Phật phóng quang minh khắp thế gian, chiếu sáng mười phương các cõi nước, nói pháp rộng lớn không nghĩ bàn, phá sạch mù si hoặc chúng sinh. Phật phóng quang minh khắp thế gian, Phật phóng vô lượng vô biên quang minh chiếu sáng khắp thế gian, chiếu sáng các cõi nước mười phương. Quang minh của Phật không những chiếu khắp thế gian, mà còn chiếu khắp các cõi Phật trong mười phương. Nói Pháp rộng lớn không nghĩ bàn, Phật diễn nói diệu Pháp rộng lớn không thể dùng tâm để suy nghĩ, không thể dùng lời để bàn luận. Diệu Pháp là gì? Tức là hai chúng tại gia, nam và nữ tu, đừng làm các điều ác, hãy làm các điều thiện. Hai chúng xuất gia tăng ni, tu, siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Phá sạch ngu si hoặc chúng sinh, của mình đèn tối phiền não ngu si hoặc của chúng sinh phá sạch vĩnh viễn vị nguyệt thiên tử đã được môn giải thoát này cảnh giới vô biên không ngàn mé trong vô lượng kiếp thường khai đạo đủ thứ tự tại hóa quần sinh hòa kế quán thấy phật như vậy cảnh giới vô biên không ngàn mé cảnh giới của phật chẳng có bờ mé cũng chẳng có cùng tội tận hư không khắp pháp giới trong vô lượng kiếp thường khai đạo trong vô lượng kiếp về trước, Phật thường vì chúng sinh mà thuyết pháp, khai đạo chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, đủ thứ tự tại hóa quần sinh. Phật dùng đủ thứ tự tại thần thông diệu dụng để giáo hóa quần sinh, lợi ích quần sinh. Hoa kế quán thấy Phật như vậy, vị hoa vương kế quang minh thiên tử quan sát được cảnh giới này của Phật. Biển tâm chúng sinh niệm niệm thù, trí Phật rộng lớn đều biết rõ pháp về thuyết pháp khiến vui mừng giải thoát này của Diệu Quang Minh. Biển tâm chúng sinh niệm niệm thù, biển tâm của chúng sinh niệm niệm khác nhau. Niệm trước diệt, niệm sau sinh, niệm sau diệt, niệm trước sinh, niệm niệm liên tục như sóng biển lớn. Chí Phật rộng lớn đều biết rõ, trí huệ của Phật rộng lớn và vi tế vô cùng. Tất cả mọi tâm niệm của chúng sinh, Phật đều biết đều thấy khắp vì thuyết pháp khiến vui mừng phật khắp vì tất cả chúng sinh mà thuyết pháp khiến cho chúng sinh đắc được đại hoan hỷ mà ý giáo phụng hành y theo pháp tu học giải thoát này của diệu quang minh môn giải thoát này bị chúng diệu tịnh quang thiên tử đắc được chúng sinh chẳng có thánh an lạc chấm mê đường ác thọ các khổ như lai khai thị môn pháp tánh an lạc tư duy thấy như thế chúng sinh chẳng có thánh an lạc. Tất cả sự an lạc của chúng sinh đều là an lạc thế gian, tuy nhiên cảm thấy là an lạc, thật ra là chẳng thật an lạc. Thật an lạc là gì? Tức là an lạc của thánh nhân, không thọ các khổ, chỉ thọ an lạc, không lo không sầu, không quái không ngại. Trầm mê đường ác thọ các khổ, chúng sinh trầm mê trong sáu nẻo luân hồi, thọ đủ thứ sự thống khổ, trong sáu nẻo có ba đường lành và ba đường ác ba đường lành là cõi trời cõi người cõi Atula tu mười điều lành giữ năm giới thì sinh về đường lành ba đường ác là súc sinh ngạ quỳ đạo địa ngục làm mười điều ác không giữ giới thì sinh vào ba đường ác chúng sinh sinh vào ba đường lành thì khổ nhiều vui ít chúng sinh sinh vào ba đường ác thì không có vui chỉ thọ các sự thống khổ như lai khai thị môn pháp tính phật khai thị cho chúng sinh các pháp không giỏi tự tính khiến cho chúng sinh đều đắc được an lạc của bậc thánh nhân an lạc tư duy thấy như vậy vị an lạc thế gian tầm thiên tử tư duy thấy được cảnh giới này